câu chuyện trí huệ Phật giáo để chứng được thiên nhãn đệ nhất. A Di Đà Phật, vị đại đức này chắc là đến lễ Phật. À, dạ dạ. Vậy để lão nạp giảng cho thí chủ một chút về ý nghĩa của việc cúng dường và lễ Phật. À, ông đó mau đi. Đại đức, mời cậu xem. Những cây đèn cúng dường ở phía trước bàn Phật là tượng trưng cho ánh sáng và trí huệ của Phật tâm. Đốt đèn ý nghĩa soi sáng nội tâm của con người. Đèn là tự tánh, thiêu đốt cái tôi chiếu soi người khác. Khi chúng ta nhìn thấy người khác gặp khó khăn, thì có thể vì người mà quên thân. Đại đức, cậu nghĩ có đúng không? À, đúng, 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 đúng. Vậy để lão nạp giảng cho cậu nghe về ý nghĩa của việc lễ Phật. Nói mau, nói mau. Lễ Phật đầu tiên là tưởng nhớ đến Phật. Thứ hai là để nhắc nhở chúng ta hãy xem Phật như hình mẫu để noi theo, gặp chuyển giác mà không mê, đoạn ác tu thiện. Đại đức, hay là cậu thắp cho Phật một nén nhang đi. À, không cần, không cần, hôm nay tôi có việc gấp, ngày mai quay lại. Cầu xin Phật Đà bảo hộ quốc thái dân an, gia đạo được cát tường. A Di Đà Phật. Ây da, sợ chết đi được. Lễ Phật đầu tiên là tưởng nhớ đến Phật. Thứ hai là để nhắc nhở chúng ta hãy xem Phật như hình mẫu để noi theo, gặp chuyển giác mà không mê, đoạn ác tu thiện. Giác mà không mê, đoạn ác tu thiện. Sao tự nhiên lúc này lại nhớ đến lời quỷ quái của lão hòa thượng đó vậy? Những cây đèn cúng dường ở phía trước bàn Phật là tượng trưng cho ánh sáng và trí huệ của Phật tâm. Đốt đèn ý nghĩa soi sáng nội tâm của con người. Đèn là tự tánh, thiêu đốt cái tôi chiếu soi người khác. Khi chúng ta nhìn thấy người khác gặp khó khăn, thì có thể vì người mà quên thân. Thiêu đốt cái tôi, soi chiếu người khác. Ta không ngu ngốc như vậy đâu. Cầu xin Phật Đà bảo hộ quốc thái dân an, gia đạo được cát tường. Người ta đem bảo vật đến đây để cầu phúc, sao ta có thể ăn trộm bảo vật để thỏa mãn ham muốn của bản thân chứ? Cầu xin Phật Đà tha thứ. Cầu xin Phật Đà tha thứ. A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Oh.
công đức lễ Phật trong đời sau sẽ được tám loại quả phúc báo thù thắng, gồm có: 1. Được mắt thường tốt đẹp. 2. Có những suy nghĩ tốt đẹp không thể đo lường. 3. Đạt được sự tiến bộ cho đến chứng được thiên nhãn. 4. Nhờ đó có thể tu tập đạo hạnh viên mãn, không phạm các giới cấm. 5. Được trí tuệ viên mãn cho đến chứng được niết bàn. 6. Thực hành các hạnh lành không gặp khó khăn. 7. Có thể nhìn chúng sanh bằng ánh mắt của chư Phật. 8. Được làm chuyển luân thánh vương, thân hình đoan chánh, chuyển bánh xe pháp mà không bị chướng ngại, hoặc làm đế thích có uy lực lớn, đầy đủ thiên nhãn, hoặc làm phạm vương, có được thiện trí, đạt đại thiền định. Nam mô A Di Đà Phật.